Như vậy chiều nay chúng ta sẽ bàn luận và cùng thảo luận mà một số nội dung trong các bài giảng về sản phụ khoa. Trước tiên là các em nhìn thấy rõ Dạ có ạ. Nghe rõ thầy ạ. À, nghe nghe có rõ không? Dạ có. À, nếu mà có vấn đề gì thì phản hồi lại nhé. Dạ thầy. Dạ. À, rồi. À, chiều nay thì chúng ta có hai nội dung trong cái phần sản phụ khoa. Thứ nhất là cái phần thai quá ngày sinh. Phần thứ hai là đặc điểm của trẻ sơ sinh. À, trong đặc điểm trẻ sơ sinh thì có đủ tháng, có non tháng và quá tháng. Thì chúng ta sẽ lần lượt đi từng phần một. Phần thứ nhất là thai quá ngày sinh. À, như đây như vậy trước tiên chúng ta sẽ bàn luận về vấn đề thai quá ngày sinh. À, trong thai quá ngày sinh thì có một cái từ dân gian mà chúng ta hay đặt hay nghe, tức là thai già tháng, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ nắm được cái định nghĩa thai quá ngày sinh là như nào. Thì theo một cái chu kỳ sinh lý của thai trong tử cung, ở trong bụng của người mẹ, thì nằm 200, khoảng 280, 287 ngày. Như vậy là vào khoảng tuần lễ thứ 41 của khi có thai. Và bao giờ người ta cũng tính từ ngày đầu của kỳ kinh cuối. Như vậy ngày đầu của cái kỳ kinh cuối của một sản phụ rất quan trọng để tính được cái tuổi thai, cũng như trong quá trình chăm sóc theo dõi thai thì chúng ta sẽ biết là cái thai này phát triển như thế nào. Cái thứ hai là mình dự đoán được ngày sinh thì mình có chuẩn bị cho cái cuộc sinh nó thuận lợi. Như vậy nếu thai quá ngày sinh là thai già tháng, có nghĩa là thai ở trong tử cung của người mẹ quá 287 ngày. Thì khi nắm được cái này thì các em sẽ biết được nếu như sinh sau 287 ngày trở đi thì người ta gọi là thai quá ngày sinh, hay là còn gọi là thai già tháng. Về thai già tháng thì chúng ta thấy rằng có một cái tỷ lệ từ 1 cho đến 12% theo nhiều thống kê của nhiều tác giả. Nhưng mà thông thường thì khoảng 4% là thai nó vượt quá tuần thứ 42, có nghĩa là thai quá ngày sinh. Vì vậy khi theo dõi thai, chăm sóc thai nghén thì các thai từ tuần 41 trở lên thì cần phải theo dõi rất kỹ để phát hiện sớm các cái suy thai. Với thai quá ngày sinh thì cái tỷ lệ biến chứng cho mẹ và con cũng gia tăng theo tuổi thai. Chúng ta thấy rằng khi ở trong phát triển trong buồng tử cung thì thai nó sẽ có cái sự tiến triển từ lúc rất non cho đến lúc đủ tháng, và cho đến lúc mà nếu quá ngày sinh thì nó rất nhiều cái biến chứng có thể xảy ra. À, đối với mẹ thì các biến chứng thường gặp, thứ nhất là nó sẽ là một trong những cái trường hợp đẻ khó, hai là trong cuộc đẻ thì có thể chảy máu, rồi sau đẻ có thể có nhiễm trùng. À, đối với con thì khi thai đã quá ngày sinh thì bánh rau nó sẽ bị thoái hóa. Và khi bánh rau bị thoái hóa thì nó làm cho thai dễ bị suy, bị ngạt và có thể tử vong do thiếu dinh dưỡng. À, cái này chúng ta cũng biết được thôi.
Một cách nôm na như chúng ta ăn một quả dừa thì chúng ta thấy quả dừa mà non ấy, thì chủ yếu là nước nhiều và cái cùi của nó thì rất mềm, hầu như là không có chất lượng. Nhưng mà khi quả quả dừa mà nó quá gọi là quá già thì nước nó sẽ cạn đi, thì cái thai nằm trong bụng mẹ cũng như vậy. Khi thai đến cái tuổi trưởng thành thì về mặt sinh lý thì lượng nước ối nó cũng giảm dần theo cái tuổi thai, và cái lượng nước ối nó giảm dần nó cho phép để thai nó phát triển bình thường. Nhưng khi quá ngày sinh thì cái lượng nước ối nó sẽ giảm đi, và lượng nước ối giảm đi bánh trao thoái hóa thì nó dẫn đến các cái nguy cơ cho thai. Về nguyên nhân thì chúng ta chưa xác định được cái nguyên nhân rõ. Và nói thai quá ngày sinh thì cho đến bây giờ cũng chưa có một cái tài liệu nào trong y văn là chẩn đoán chắc chắn về về nguyên nhân. Tuy nhiên cũng có một số cái yếu tố có các nguy cơ để dẫn đến thai quá ngày sinh như sau. Một số trường hợp như trong trường hợp thai vô sọ, hoặc trong quá trình phát triển thai thì thiếu xuyên phát ta của rau thai, hoặc ở những người mẹ sử dụng progesterone kéo dài, hoặc ở những bà mẹ có tiền sử đã sinh quá ngày trước đây, có sinh quá ngày, thì đấy là một số yếu tố nguy cơ thôi. Còn trong cái nguyên nhân mà thường gặp nhất là chúng ta gặp là do tính tuổi thai không chính xác. Cái thứ nhất, các em sẽ thấy nếu khi từ ngày đầu mà chúng ta xác định cái ngày kinh cuối cùng của bà mẹ mà không đúng thì sẽ dẫn đến tính sai cái ngày ngày sinh dự đoán. Và như vậy, nếu giả sử bà mẹ nhớ nhầm của chỉ cần nửa chu kỳ thì chúng ta đã thấy nguy cơ của thai quá cày là đã xảy ra rất nhiều. Nếu mà kinh cuối cùng mà không nhớ rõ thì chúng ta phải xác định bằng nhiều phương pháp khác, ví dụ như là dùng cái kết quả của siêu âm trong 2-3 tháng đầu, chúng ta sẽ bàn luận vào cái phần tiếp theo. Nhưng phải phải nhớ một điều là không có nguyên nhân nào rõ ràng cho một cái thai quá ngày sinh. Về sinh lý bệnh thì các em sẽ thấy rằng bánh rau và nước ối là cái phần phụ của thai, đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình vận chuyển dinh dưỡng và oxy cho thai. Chúng ta thấy rằng này, trong 13 tuần lễ đầu khi thai chưa hình thành, bánh rau chưa phát triển, thì thai phát triển được là do nội tiết của người mẹ. Từ tuần lễ thứ 14, sau khi bánh rau đã phát triển thì bánh rau sẽ đóng vai trò vận chuyển dinh dưỡng và oxy từ máu của người mẹ qua bánh nhau để vào nuôi thai. Và trong thời gian này thì nước ối đóng một cái vai trò như là lớp bảo vệ cho thai. Trong trường hợp thai qua ngày sinh thì khi này lượng nước ối sẽ giảm và bánh rau sẽ bị thoái hóa. Mà thông thường chúng ta hay nghe cái từ là vôi hóa hoặc là canxi hóa trong bánh rau. Thì như vậy khi bánh rau bị thoái hóa thì cái lượng máu dẫn đến nó sẽ giảm đi, và cung lượng giảm nó sẽ giảm khi cung cấp oxy cũng như là dinh dưỡng cho thai. Từ đó thì hậu quả là thai sẽ bị suy trực diện nếu như chúng ta theo dõi không tốt. Và khi mà thai đã bị suy trong buồng tử cung của người mẹ thì có thể tử vong trong tử cung, hoặc khi chuyển dạ, lúc này bắt đầu có những cái cơn co của tử cung thì nó sẽ tăng co bóp, tăng áp lực ở trong buồng buồng ối. Về sinh lý bệnh thì chúng ta nắm được cái phần cơ bản như vậy. Thế thì quay trở lại, để chẩn đoán được một cái thai qua ngày sinh hay thai giả tháng thì chúng ta sẽ thấy như nào, dựa vào cái gì? Như trên đã nói là nguyên nhân thì không rõ ràng,
Nếu có nguyên nhân thì chúng ta dựa vào nguyên nhân rất dễ, nhưng mà vì không có nguyên nhân rõ ràng cho nên trước mắt là về lâm sàng chúng ta phải hỏi, cái hỏi rất quan trọng, hỏi bệnh sử của người mẹ để xác định tuổi thai. Thì hỏi những vấn đề gì? Cái thứ nhất, như để định nghĩa một cái tuổi thai, xác định được một cái tuổi thai thì chúng ta thấy ngày đầu của kỳ cuối rất quan trọng. Nếu ba mẹ nhớ ngày đầu của kỳ kinh cuối thì chúng ta rất yên tâm trong chuyện theo dõi và chăm sóc thai thai nghén, và có thể xác định được thời điểm nào để có cái tư vấn cho ba mẹ là thai đã đủ tháng hoặc thai quá ngày. Đối với một số trường hợp, ví dụ các sản phụ điều trị vô sinh, thì cái thời gian thụ thai rất quan trọng, bởi vì lúc này sản phụ sẽ không nhớ được, không không thể nhớ rõ cái ngày kinh, nhưng người ta nhớ được cái ngày mà thụ thai. Có nhiều phương pháp trong điều trị vô sinh, ví dụ như là cấy phôi vào thời điểm nào, thì các bác sĩ điều trị vô sinh sẽ xác định rõ cho cái ngày này, và dựa vào cái thời gian này thì chúng ta tính được cái tuổi thai tương đối chính xác. Còn những trường hợp khác mà không nhớ ngày kinh thì phải dựa vào kết quả của lần thăm khám đầu tiên, đặc biệt là các cái xét nghiệm về sinh hóa hoặc siêu âm trong 3 tháng đầu. Ví dụ như bà mẹ không nhớ được ngày kinh nhưng mà thấy trong người có những cái thay đổi thì họ đi làm xét nghiệm beta, hoặc cái đơn giản nhất là xét nghiệm quick stick và dương tính vào thời điểm nào, nhưng nó cũng không có trọng lượng bằng siêu âm trong 3 tháng đầu. Siêu âm trong 3 tháng đầu thì dựa vào cái chỉ số của chiều dài đầu mông, của cái chiều dài cái phôi, hoặc dựa vào cái túi thai trong 3 tháng đầu thì người ta sẽ tính được cho mình cái ngày sinh dự đoán tương đối chính xác. Còn tất nhiên siêu âm trong những tháng sau thì nó sẽ có những thay đổi. Ví dụ tại sao thay đổi? Nếu bà mẹ đi siêu âm vào khoảng 2 tháng thứ 4 thứ 5, lúc này cái phát triển của thai ở trong tử cung ở mỗi người là sẽ khác nhau. Ở những trường hợp mà sinh con trung bình khoảng 3.000 đến 3.200 gram thì các chỉ số nó cũng tương đối đúng giữa lâm sàng và chỉ số trong siêu âm. Nhưng nếu như ở những bà mẹ sinh con to, ví dụ 3,7, 3,8, 4 kg, thì các chỉ số sinh học của thai qua siêu âm sẽ khác. Tôi lấy ví dụ một bà mẹ 10 đi siêu âm thai, nếu mình tính theo ngày kinh là 18 tuần, nhưng bà mẹ này có thai rất to, thai phát triển rất tốt, thì các chỉ số trong siêu âm có thể là chỉ ra là 19, 20 tuần và vẫn cho phép. Ngược lại, một số trường hợp thì thai nhỏ, thai nó phát triển kém, dinh dưỡng không đủ, vân vân, thì 18 tuần đi kiểm tra siêu âm thì cái chỉ số thai ở trong siêu âm nó chỉ ra khoảng 16, 17 tuần. Tất nhiên, cái mốc 2 tuần ở trong siêu âm còn cho phép, nhưng mình sẽ tính sai ngày sinh dự đoán của sản phụ. Trường hợp nữa thì chúng ta dựa vào cái thời gian xuất hiện thai máy. Đây là cái cảm giác của người mẹ mang thai, nhận thấy được cái dấu hiệu thai nó co co bóp, nó đạp, nó cựa quậy ở trong bụng và làm cho người mẹ nhìn nhận được, thì cái tuổi thai nó tương đối, tức là khoảng 22 tuần đối với con sò và khoảng 20 tuần đối với con rắn. Tất nhiên nó còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề, ví dụ như thành bụng của mẹ mỏng hay dày, tình trạng nước ối như thế nào, và cái vị trí rau bám, có những trường hợp bánh rau nó bám mặt trước thì cảm nhận của người mẹ sẽ chậm hơn, vân vân. Tuy nhiên người ta lấy cái chung nhất là 22 tuần đối với con sò và 22 tuần đối với con rắn.
để dựa vào người ta tính được cái ngày sinh dự đoán. Thêm một vấn đề nữa về lâm sàng thì các em chú ý là ở những thai phụ họ thông thường vẫn cảm giác có thai đặng rất nhiều, đều đặn trong ngày, có những thời điểm, một vài thời điểm mà người ta cảm nhận thai đặng rất rõ ràng. Thì trong các trường hợp mà nó giảm cử động đi, đây cũng là một cái yếu tố mà chúng ta phải lưu tâm, có thể là thai bắt đầu sang cái giai đoạn quá ngày sinh thì nó sẽ làm giảm cử động thai. Thì chúng ta hỏi những cái này cũng sẽ xác định được phần nào được một phần của cái thai quá ngày sinh. Việc thứ hai trong lâm sàng thì chúng ta đo bề cao tử cung và vòng bụng. Cái động tác này nói chung thì đơn giản nhưng mà nó cũng có một ý nghĩa để giúp cho trong việc chẩn đoán. Ví dụ trong một tuần thông thường bề cao tử cung và chu vi vòng bụng sẽ tăng dần từ tháng thứ sáu trở đi, thì chiều cao tử cung và vòng bụng sẽ tăng dần tương ứng với tuổi thai phát triển. Một tháng 4 tuần lễ thì tương ứng với khoảng 4 cm chiều cao tử cung. Nếu như trong tuần ấy chúng ta đo bề cao tử cung của người mẹ, ví dụ lần đầu được 32 cm nhưng trong một tuần lại thấy nó giảm đi, thì đây cũng là một cái dấu báo hiệu cho chúng ta biết có khả năng là cái lượng nước ối nó sẽ giảm đi rồi, cho nên là cái bề cao tử cung vòng bụng nó sẽ giảm. Thì cũng lưu ý trong các cái dấu hiệu như vậy. Thì về lâm sàng cũng rất nghèo nàn. Thế thì chúng ta dựa vào đâu để có cái kết luận một cái thai quá ngày sinh? Chúng ta dựa vào cận lâm sàng. Trong cận lâm sàng thì cũng có nhiều phương pháp. Từ trước tới đây thì sau khi những năm 80 của lĩnh vực siêu âm sản phụ khoa phát triển thì nó đã hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều. Vì vậy, siêu âm là một cái cứu cánh. Thứ nhất là siêu âm sớm trong 3 tháng đầu, như tôi đã nói. Trong 3 tháng đầu xác định được tuổi thai thì từ đấy chúng ta tính được cái ngày dự sinh. Và quá trình theo dõi chúng ta sẽ biết lúc nào là thai quá ngày sinh. Nếu siêu âm muộn hơn thì nó chỉ gợi ý cho chúng ta một một cái chỉ số. Thứ nhất, chỉ số đầu tiên là cái chỉ số nước ối. Khi mà siêu âm lượng nước ối có ít đi thì chúng ta cũng đặt một câu hỏi, đây có phải là thai quá ngày sinh hay không, hay là một thiểu ối trong một cái bệnh lý khác. Tuy nhiên khi thấy lượng nước ối ít đi thì chúng ta cũng phải lưu ý. Và dấu hiệu thứ hai, khi mà siêu âm muộn vào 3 tháng cuối, sau này khi khi các em tham khảo thêm về lĩnh vực siêu âm thì sẽ thấy rằng độ trưởng thành của bánh rau khi thai đủ tháng người ta đánh giá là độ 3, có nghĩa là các cái múi rau nó tạo ra các cái vòng canxi hóa thành những đồng xu màu sáng phản hồi qua hình ảnh siêu âm. Thế thì khi mà thấy cái hình ảnh canxi hóa nhiều hơn, các cái vòng không còn phân biệt rõ nữa mà hình ảnh vôi hóa toàn bộ bánh rau, cũng nghĩ nhiều tới cái thai quá ngày sinh. Trong siêu âm còn một phương pháp nữa, từ người ta gọi dùng sử dụng phương pháp siêu âm Doppler. Siêu âm Doppler là một cái phương pháp để dùng cái dòng đo cái dòng chảy của mạch máu trong bánh rau. Thì siêu âm Doppler sẽ khảo sát được cái tình trạng huyết động học
của thai và đặc biệt là tuần hoàn sau thai. Nếu như các cái chỉ số trong cái động học và tuần hoàn sau thai mà bình thường thì nó có nghĩa còn nằm trong giới hạn mình cho phép. Tuy nhiên có những chỉ số nó sẽ nhắc chúng ta lưu ý và để tiên lượng cho một cái thai suy. Siêu âm Doppler thì đi sâu vào lĩnh vực siêu âm Doppler thì chúng ta sẽ đo cái chỉ số động mạch rốn, chỉ số RI của động mạch não vân vân. Những cái này nó đi sâu nhiều hơn, nhưng mà chúng ta chỉ biết rằng siêu âm Doppler rất có ích trong cái chẩn đoán và tiên lượng, đặc biệt là tiên lượng thai có suy hay không. Phương pháp thứ hai là người ta dùng phương pháp dùng một cái monitoring sản khoa mà hay gọi là CTG. CTG đây thì viết tắt của chữ cardio tomography thôi, có nghĩa là một cái máy đo tim thai. Các cái chỉ số của monitor khi đo ấy, thì nó xác định cho mình được một cái chỉ số về mặt tim thai, các cái dao động của tim thai trong quá trình thai nằm trong buồng tử cung, và thêm một cái yếu tố nữa là có cơn co tử cung hay không. Thế thì khi có suy thai nó sẽ biểu hiện qua monitoring bằng cách nào? Bằng các cái chỉ số, ví dụ nhịp của tim thai thì dao động nội tại nó kém đi, hoặc có những cái nhịp giảm nhịp 1, nhịp 2, thì cái này đi sâu hơn chút. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng phương pháp thứ hai dùng monitoring sản khoa để xác định được cái thai có suy mãn hay không. Khi thai có dấu hiệu suy mãn thì có hai trường hợp: một là thai quá ngày sinh, hai là thai bệnh lý. Thế thì cũng hỗ trợ cho chúng ta trong việc chẩn đoán được cái thai quá ngày sinh. Một phương pháp thứ ba, phương pháp này thì tương đối cổ điển, tất nhiên nó cũng có hữu hiệu phần nào, nhưng mà từ ngày các cái phương pháp cận lâm sàng khác phát triển, đặc biệt là siêu âm, thì cái phương pháp này nó có ít người sử dụng. Đấy là phương pháp soi ối. Trong trường hợp mà nếu như chúng ta nhận thấy rằng nguy cơ thai quá ngày sinh thì phương pháp soi ối rất đơn giản. Người ta dùng ống soi đặt vào ống cổ tử cung, nhìn vào bên trong qua ánh sáng của đèn chiếu là chúng ta sẽ thấy nước ối nó có cái mật độ như thế nào. Nếu còn đang trong suốt có nghĩa là thai đang bình thường. Nếu như có ngả sang màu vàng hoặc màu xanh thì đây là một cái dấu hiệu báo cho chúng ta có một nguy cơ suy thai mãn, tức là thai nó đã tống phân su ra ngoài. Và thêm một chút nữa thì khi soi ối chúng ta có thể biết được cái lượng nước ối nó ít đi ở các cái góc độ. Ngoài ra một số phương pháp khác thì hiện nay ít áp dụng vì hiệu quả thấp, mà cũng một phần cũng ảnh hưởng đến thai nhi. Ví dụ như trước đây là người ta dùng phương pháp X-quang để chụp tìm các cái điểm cốt hóa ở giai đoạn nào, cốt hóa bao nhiêu ở xương bàn tay, điểm cốt hóa ở xương bàn chân bao nhiêu. Tuy nhiên là cũng ảnh hưởng tới cái sức khỏe của thai. Ngoài ra còn phương pháp chọc ối để xét nghiệm thì cái này cũng dạo này cũng ít dùng thì nó ít hiệu quả. Như vậy chúng ta có thể tóm lại một câu: không có tiêu chuẩn nào khẳng định được chắc chắn của thai và thai. Cho nên tốt nhất chúng ta dựa vào ba yếu tố. Một, dựa vào ngày kinh cuối của bà mẹ. Hai là dựa vào kết quả siêu âm thai sớm hoặc muộn. Và thứ ba là lượng nước ối ít đi. Ba cái điểm này cho chúng ta có thể kết luận là thai quá ngày sinh hay không.
Như trên thì chúng ta cũng đã thấy rằng đặc điểm của cái thai qua ngày sinh, đặc điểm những cái thay đổi của bánh rau, thay đổi của nước ối. Thế thì khi thai qua ngày sinh nó có những cái nguy cơ và những biến chứng gì, chúng ta điểm qua. Thứ nhất, đối với mẹ thì nó sẽ tăng tỷ lệ can thiệp khi sinh. Chúng ta thấy rằng đối với một thai bình thường chuyển dạ, sinh lý chuyển dạ bình thường, nó là rất bình thường đối với một người mẹ. Nhưng mà khi thai đã quá ngày sinh thì chuyển dạ hoặc gây chuyển dạ nó sẽ tăng nhiều cái tỷ lệ biến chứng, đặc biệt là can thiệp. Ví dụ khi chúng ta thấy thai đã quá ngày sinh, đo tim thai hoặc siêu âm thấy bánh rau vôi hóa, đo Doppler động mạch rốn, động mạch não thấy có sự tăng nguy cơ suy thai, thì chắc chắn chúng ta sẽ không không thể để một sản phụ như này mà sinh thường được, nó sẽ tác động ảnh hưởng tới thai, cho nên là sẽ phải tăng tỷ lệ can thiệp, ví dụ như là mổ để thai, do thai suy, mổ để thai do thai quá to. Trường hợp thứ hai là khi bánh rau và nội vội thay đổi thì sau sinh có thể có những cái trường hợp gây chảy máu, đặc biệt là các cái nhiễm trùng, để chúng ta cũng lưu ý. Để đối với mẹ thì các cái tỷ lệ này tăng dần lên khi thai càng có nguy cơ quá ngày sinh càng nhiều. Thế còn đối với thai thì chúng ta sẽ thấy rằng cái đầu tiên là suy thai. Suy thai trong thai kỳ đối với những trường hợp thai quá ngày sinh rất hay gặp. Trong 4 tỷ lệ 4% thai quá ngày sinh trong các trường hợp thai đủ tháng. Thế thì trong 4% đấy thì tỷ lệ suy thai đó, từ 70 đến 80% là suy thai trực diện đối với thai quá ngày sinh. Nếu quá trình theo dõi không kỹ thì có thể dẫn đến cái biến chứng thứ hai cho thai, mà biến chứng nặng nề nhất thì là tử vong của thai trong tử cung. Một số biến chứng khác ví dụ như là rối loạn trưởng thành, chúng ta thấy rằng rồi khi bánh rau đã vôi hóa, nước ối đã cạn, có nghĩa rằng cái chuyển hóa của dinh dưỡng, chuyển hóa oxy để tới nuôi thai nó giảm đi, thì như vậy nó sẽ làm cho thai kém phát triển. Biến chứng nữa vẫn hay gặp, tức là hội chứng hít phải phân su. Hít phải phân su vì sao? Chúng ta thấy rằng khi một thai đã trưởng thành theo sinh lý thì các cơ quan đã phát triển, đặc biệt là phổi. Khi đã phổi đã trưởng thành thì sinh ra là đứa trẻ khóc ngay. Đấy, các bạn thấy tất cả những đứa trẻ sinh ra thì khóc chào đời rất quan trọng. Nói một cách vui, một cái từ mà các bác sĩ sản khoa hay nói, tức là tiếng khóc của trẻ, nụ cười của bác sĩ. Chúng ta thấy trẻ khóc là mừng, còn nếu đẻ ra mà không khóc là có vấn đề. Thì khóc là một cái phản xạ của đứa trẻ. Thì khi mà ra khỏi bụng mẹ thì nó phải khóc và bắt đầu phản xạ thở bắt đầu. Thế thì đối với các trường hợp thai quá ngày sinh, nó đã trưởng thành phổi ở trong tử cung rồi, thế thì cái tuần hoàn cũng như là cái cơ quan bài tiết của thai nhi ở trong bụng mẹ là nó cũng tự động ở trong. Em thấy ví dụ như là người ta theo dõi, đặt máy quay theo dõi thì thấy rằng có những đứa trẻ uống nước ối, nó đi tiểu ra nước ối
Thế thì khi thai quá ngày sinh, khi thai đã hình thành phân su ở trong đại tràng rồi thì nó sẽ tống phân su ra, sau đấy thai nó hít lại. Đây là hội chứng phân su và rất hay gặp ở trong thai quá ngày sinh. Và một biến chứng cũng cũng gặp, tất nhiên không phải là nhiều, nhưng mà chúng ta cũng có thấy, có nghĩa là khi cái tuần hoàn trong thai của mẹ và con quá rất tốt, thì trong quá trình thai phát triển rất tốt, và tới khi mà thai quá ngày sinh thì thai nó đã đạt một cái độ trưởng thành khá lớn, người ta gọi là thai to. Đối với Việt Nam mình thì thai to là khi từ trẻ sơ sinh khoảng 3.700 g trở lên. Đặc biệt những trường hợp, có rất nhiều trường hợp sinh 3,8, 4 kg, 4,2 kg, vân vân, còn trên nữa. Và tôi cũng đã từng gặp một trường hợp đứa trẻ sinh ra 5.700 g, quá to. Thì chắc chắn những cái trường hợp thai to thì nó sẽ gây đẻ khó, và đẻ khó thì đây là cũng là một cái nguy cơ cho mẹ, tức là phải can thiệp đấy. Thế đây là một cái số nguy cơ và biến chứng. À, sau này thì các em đi sâu vào chuyên ngành thì còn rất nhiều nội dung có thể bàn luận thêm. Tiếp theo thì chúng ta thấy rằng sau khi hiểu được sinh lý của một cái thai quá ngày, chúng ta đã có những cái biện pháp xác định ngày sinh, chúng ta đã chẩn đoán được thai qua ngày sinh. Thế thì bây giờ cách xử trí như nào? Về việc xử trí đối với thai qua ngày sinh thì đối với từng tuyến chúng ta sẽ có cách xử trí khác nhau. Đối với các tuyến xã, các trạm y tế, thế thì sau khi xác định thai đã quá ngày sinh từ trên 41 tuần thì cần phải chuyển chuyển tuyến trên. Có hai vấn đề: một là khi can thiệp đối với thai suy, và cái thứ hai đặc biệt là can thiệp khi trẻ sơ sinh sinh ra, cho nên tốt nhất chúng ta chuyển lên tuyến trên. Đối với tuyến huyện, tuyến tỉnh, tuyến trung ương, vân vân, thì sau khi các trường hợp thai qua ngày sinh được nhập viện thì chúng ta phải theo dõi cái gì? Thứ nhất, theo dõi cái chỉ số nước ối bằng siêu âm. À, siêu âm bây giờ thì là một cái phương pháp tương đối phổ thông, hầu như ở tuyến xã cũng đã có siêu âm, nhưng mà siêu âm chuyên ngành thì từ tuyến huyện trở lên thì các cái người làm siêu âm này nó mới được chuyên khoa hóa, cho nên phải theo dõi chỉ số nước ối. Thế thì siêu âm theo dõi chỉ số nước ối bằng cách nào? Tùy theo trường hợp, nhưng ít nhất là chúng ta phải theo dõi mỗi 48 giờ một lần. Còn các trường hợp đặc biệt khác, khi có các chỉ số ối ít đi thì có thể hàng ngày chúng ta phải siêu âm kiểm tra. Đấy là phương pháp thứ nhất cần phải theo dõi. Cái thứ hai cần phải theo dõi bằng monitoring. Tất nhiên dưới tuyến xã thì không có cái theo dõi nữa rồi, nhưng ở các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh trở lên thì chúng ta đều có các máy này, và cái này theo dõi hàng ngày, ngày 2-3 lần. Thứ nhất là theo dõi cái tim thai bình thường, đo bình thường, nếu như có các dấu hiệu cần phải làm test thì chúng ta sẽ làm test. Test thì có hai cái test mà chúng ta thường gặp, thường làm. Một là người ta gọi test không đả kích, có nghĩa là khi đo tim thai nó không có cân go, và khi không có cân go thì chúng ta cũng không đánh giá được là tình trạng thai có suy hay không.
Nếu ví dụ khi có dấu hiệu chuyển dạ thì tử cung người mẹ đã có các cơn co bóp, thì khi có các cơn co bóp nó tăng áp lực trong bụng gối. Nếu như thai bình thường thì không có vấn đề gì, vẫn đáp ứng tốt, nhưng đối với thai quá ngày sinh thì nó sẽ có biểu hiện suy, không đáp ứng. Thế thì nếu test không được thì chúng ta phải làm một cái test gọi là đả kích, có nghĩa là có tác động vào một cái mà thông thường nhất người ta gọi là cái test V núm vú của người mẹ. Test V núm vú làm gì? Thì khi V núm vú thì nó sẽ kích thích cho người mẹ tạo ra oxytocin tự sinh để tạo những cơn go của cơ tử cung. Chúng ta thấy rằng nếu như chuyển dạ được hay không là phải có cơn go tử cung. Mà cơn co tử cung thì lại xảy ra khi người mẹ, cơ thể người mẹ tiết ra oxytocin. Thế nếu chúng ta làm test V núm vú đáp ứng, có nghĩa là nó sẽ tạo ra các cơn go. Nếu khi có cơn go tử cung mà test này không có biểu hiện của một cái suy thai thì chúng ta tiến hành gây chuyển dạ. Còn nếu khi làm test này mà có biểu hiện của dấu hiệu suy thai thì tốt nhất là can thiệp bằng phương pháp mổ lấy thai. Thế để đánh giá được cái test này qua cái theo dõi bằng monitoring thì các em cũng sẽ tham khảo thêm và sau này đi sâu vào cái phần sản khoa thì chúng ta hiểu thêm. Còn trước mắt thì biết rằng nếu như không có suy thai thì có thể gây chuyển dạ. Còn nếu có biểu hiện của một cái suy thai thì nên mổ lấy thai, không nên chần chừ. Thế việc chấm dứt thai kỳ trong thai quá ngày sinh bằng phương pháp nào? Thứ nhất, trong các trường hợp thai đã trưởng thành mà thai không suy thì chúng ta chấm dứt thai kỳ. Mà để chấm dứt thai kỳ thì chúng ta sẽ phải chấm dứt thai kỳ, đây có nghĩa là gây chuyển dạ đấy, đang nói về phương pháp gây chuyển dạ thôi. Thì chúng ta sẽ phải đánh giá được cái chỉ số bít xốp, đánh giá chỉ số bít xốp để tiên lượng việc gây chuyển dạ thành công hay không, để dựa vào 5 yếu tố. Việc thứ nhất, yếu tố thứ nhất là cái độ mở của cổ tử cung. Thông thường cổ tử cung là một cái hình trụ dài đóng kín để nó bảo vệ thai trong quá trình mang thai. Ở cổ ống cổ tử cung thì có một nút chất nhầy, đây cũng là một cái yếu tố để bảo vệ cho thai nhi và nước gối. Thế thì khi cổ tử cung có mở hay không thì chúng ta đánh giá vào. Nếu chưa mở có nghĩa là không điểm. Nếu khi cổ tử cung đã có mở ra từ 1 cho đến 2 cm thì chúng ta đánh giá được 1 điểm. Khi cổ tử cung mở được 3 đến 4 phân thì chúng ta đánh giá được 2 điểm. Và cổ tử cung mở từ 5 6 phân trở lên thì chúng ta đánh giá là 3 điểm. Đấy là độ mở cổ tử cung. Thế còn độ xóa cổ tử cung như thế nào? Xóa cổ tử cung có nghĩa là khi cổ tử cung có mở ống hình trụ, thông thường là khoảng 30 mm. Nếu các em thấy rằng độ xóa cổ tử cung nó chỉ được khoảng 30% trở xuống, có nghĩa rằng mình đánh giá là không điểm. Bởi vì cổ tử cung dài này, mà khi nó xóa thì nó phải ngắn lại để nó mở ra. Thế nên nếu xóa cổ tử cung từ 40-50%, có nghĩa là khi ống cổ tử cung nó ngắn dần lại, thì lúc này chúng ta tính được 1 điểm. Cổ tử cung xóa ngắn nữa từ 60-70% thì chúng ta đánh giá được 2 điểm.
và nếu từ 80% trở lên thì chúng ta đánh giá 3 điểm. Chỉ số thứ ba là độ lọt của thai. Chắc chắn để gây chuyển dạ thì chúng ta bao giờ cũng phải tìm đây là một cái ngôi thai thuận, có nghĩa là ngôi đầu. Để chúng ta đánh giá vị trí lọt của thai dựa vào gì? Dựa vào cái vị trí của đầu thai so với khung chậu. Tất cả cái này thì trong lâm sàng thì các thầy sẽ hướng dẫn các em đánh giá cái độ lọt của thai. Nếu như độ lọt của thai trừ 3, vị trí trừ 3 có nghĩa nó đang nằm ở trên cao so với cái khung chậu, cái tiểu khung, thì chúng ta đánh giá là trừ 3. Nếu độ lọt của thai vị trí trừ 2 qua eo trên ấy, thì chúng ta đánh giá là 1 điểm. Nếu độ lọt của thai nằm vị trí trừ 1 hoặc ngang 0, có nghĩa là ngang mức eo trên, và chúng ta đánh giá 2 điểm. Và khi đầu đã lọt cộng 1 cộng 2 thì chúng ta đánh giá là 3 điểm. Chỉ số thứ tư là mật độ của cổ tử cung. Khi thăm khám thì chúng ta thấy mật độ của cổ tử cung như này. Nếu như nó cứng chắc như là một cái khối khối cơ thì đánh giá là 0 điểm. Còn nếu mật độ của cổ tử cung nó có hơi mềm mại hơn một chút, vừa vừa thôi, thì chúng ta đánh giá là 1 điểm. Tất nhiên các cái chỉ số này thì đi lâm sàng thì các em mới thấy rõ được là thế nào là cứng, thế nào là vừa và thế nào là mềm. Nếu cổ tử cung mật độ của nó mềm mại, sờ vào nó có những cái phản ứng đàn hồi mềm thì chúng ta đánh giá từ 2 điểm. Và chỉ số thứ năm, chỉ số cuối cùng trong đánh giá là chỉ số Bishop, là cái hướng của cổ tử cung. Thường hướng cổ tử cung là như nào? Nếu như vị trí của hướng của cổ tử cung mà trúc ra sau, có nghĩa rằng là cái tử cung nó sẽ gập sau, sẽ tạo, bởi vì từ cổ tử cung và eo và thân của tử cung tạo ra một góc 120 độ. Nếu như hướng cổ tử cung nó trúc ra sau như này thì có nghĩa là cái tử cung đổ sau, chúng ta đánh giá là 0 điểm. Nếu cổ tử cung ở vị trí trung gian, có nghĩa là tử cung nằm ở vị trí trung gian này, thì đánh giá là 1 điểm. Còn nếu các trường hợp mà thuận lợi hơn là cổ tử cung nó vị trí phía trước, có nghĩa là tử cung nằm tư thế rất chuẩn 120 độ, thì như vậy hướng cổ tử cung về phía trước thì chúng ta đánh giá được 2 điểm. Sau khi cộng các điểm đánh giá qua 5 cái chỉ số này, nếu từ 5 điểm trở lên thì chúng ta làm gì? Nếu cổ tử cung có thể mở chỉ số Bishop trên 5 điểm thì gây chuyển dạ bằng oxytocin. Có nghĩa chúng ta sẽ sử dụng oxytocin ngoại sinh pha loãng trong dung dịch truyền. Cụ thể truyền như thế nào thì trong lâm sàng các em sẽ biết. Nhưng trong quá trình truyền oxytocin này thì phải theo dõi rất sát. Trước đây mà chưa có monitoring thì người ta phải dùng ống nghe, bằng gỗ nghe liên tục và bắt cơn go bằng tay. Nhưng bây giờ có máy thì mọi việc trở nên đơn giản hơn. Các chỉ số nó biểu hiện qua cái kết quả trên giấy. Thì khi theo dõi bằng monitoring thì chúng ta sẽ đánh giá được thai đáp ứng hay không. 30 phút, 1 giờ chúng ta vừa kết hợp kết quả trên monitoring cũng như là tiến triển 5 yếu tố chuyển dạ nó thuận lợi hay không thì có thể sinh. Bởi vì theo dõi sát, vì sao? Vì thai qua ngày sinh nó đã có một cái nguy cơ suy thai trong thai kỳ rồi. Cho nên nếu khi truyền bằng oxytocin nó tạo các cơn go tử cung nữa thì rất dễ suy thai.
là suy rất nhanh. Nếu chúng ta mà chậm trễ thì cái suy thai này sẽ dẫn đến thai tử ngay. Cho nên lưu ý, đã truyền oxytocin thì phải thường xuyên có người theo dõi sát để đánh giá cái đáp ứng của việc truyền và kết quả của việc truyền này như thế nào. Sau khi đánh giá chỉ số huyết xốp, nếu chúng ta thấy rằng cầu tử cung không thuận lợi, các cái chỉ số huyết xốp ở dưới 5 thì nên cân nhắc kết hợp với một số phương pháp thăm dò khác, ví dụ như là theo dõi cái hoạt động của thai, siêu âm đánh giá cái chỉ số nước ối có thuận lợi hay không, rồi qua máy đo tim thai monitoring để quyết định tiếp tục chuyển dạ hoặc theo dõi. Một số trường hợp thì để làm mềm cổ tử cung thì người ta dùng một cái thuốc gọi là misoprostol để đặt âm đạo. Cái thuốc này có tác dụng làm mềm sợi cơ của cổ tử cung, thuận lợi cho cái việc chuyển dạ. Tất nhiên khi đã tác động vào thì chúng ta đặt vấn đề theo dõi là quan trọng số 1. Theo dõi các cái dấu hiệu, giờ các dấu hiệu của bà mẹ, các cái dấu hiệu của thai, đặc biệt là tim thai. Nếu trong quá trình gây chuyển dạ thất bại, cầu tử cung không tiến triển, không mở thêm hoặc tim thai có biểu hiện suy thì tốt nhất là mổ lấy thai. Như vậy là chúng ta vừa mới thảo luận qua cái việc, cái nội dung